Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự quận Thốt Nốt vừa tổ chức hội thảo thông qua bản thảo lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân quận Thốt Nốt giai đoạn 1945-2020. Và đây sẽ là nguồn tư liệu quý trong giáo dục truyền thống, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ kế thừa. Bản thảo lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân quận Thốt Nốt giai đoạn 1945-2020 được chia làm 4 chương. Chương 1: Lực lượng vũ trang nhân dân quận Thốt Nốt trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945-1954. Chương 2: Lực lượng vũ trang nhân dân quận Thốt Nốt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1975. Chương 3: Lực lượng vũ trang nhân dân quận Thốt Nốt thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1975-2004. Chương 4: Lực lượng vũ trang nhân dân quận Thốt Nốt thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2005-2020.